Kính chào quý vị. Rất vui được đồng hành cùng quý vị trong chương trình thời sự đầu tiên trong ngày của kênh truyền hình BRT. Trước khi khởi đầu chương trình thời sự ngày mới, chúc quý vị có một ngày làm việc hiệu quả. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ giúp quý vị cập nhật nhiều thông tin thời sự đang được dư luận quan tâm. Thưa quý vị, để đạt được mục tiêu đến năm 2025, hoàn thành 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, chính quyền và người dân Bà Rịa Vũng Tàu đang nỗ lực củng cố, nâng chuẩn các tiêu chí nông thôn mới đã đạt được, đồng thời triển khai nhiều giải pháp nhằm xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, tiến tới xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu. Đó là những giải pháp gì? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong chương trình sáng nay. Phần cuối chương trình sẽ là chia sẻ xung quanh mô hình nhà hàng mà ở đó chẳng có vị khách nào ngồi ăn, đang mạnh nhà ở Việt Nam trong thời kỳ giãn cách do Covid-19. Nhưng được dự báo sẽ thành xu hướng của tương lai. Nghe thật lạ và độc đáo phải không thưa quý vị? Nên mọi người đừng bỏ lỡ chia sẻ này nhé. Nhưng trước khi theo dõi những nội dung trên, chúng ta hãy cùng cập nhật những thông tin nổi bật trong 24 giờ qua. Bà Rịa Vũng Tàu sẵn sàng tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19. Hiệp thương lần thứ 2 thỏa thuận danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh. Việt Nam áp đảo top 10 sàn thương mại điện tử Đông Nam Á. Khởi tố lãnh đạo công ty Đồng Tiến Sài Gòn vì bán dự án ma. Sẽ tiến hành khai quật di chỉ dòng thành đá trắng từ tháng 4 năm 2021. Bà Rịa Vũng Tàu nỗ lực đẩy nhanh tiến độ cấp căn cước công dân gắn chip. Mở đầu dòng quay 24 giờ hôm nay là những thông tin trong nước đáng chú ý. Thưa quý vị, ngày 17 tháng 3 tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc của Thường trực Chính phủ với các địa phương đánh giá kết quả công tác phòng chống COVID-19 trong hơn một năm qua. Theo báo cáo của Bộ Y tế, nước ta trải qua 3 giai đoạn của dịch. Tính đến nay, cả nước ghi nhận tích lũy 2.560 trường hợp mắc, đã có 2.186 trường hợp được điều trị khỏi, chiếm 85,4%. Hiện còn 339 đang được điều trị và 35 trường hợp tử vong. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, ngay khi xuất hiện những ca mắc COVID-19 đầu tiên, mùng 3 Tết Nguyên đán năm 2020, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo trực tiếp của Chính phủ, tinh thần chống dịch thần tốc hơn nữa, phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, quyết liệt chống dịch như chống giặc đã được ngành y tế các địa phương thực hiện tập trung. Bên cạnh vai trò quan trọng của lực lượng y tế, công an, quân đội, các bộ ngành địa phương, Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò của người dân luôn tuân thủ, ủng hộ, đồng hành trong phòng chống dịch. Trong đại dịch đã chứng kiến những tấm lòng hảo tâm, nhân ái đồng hành cùng những hoàn cảnh khó khăn của xã hội, những lực lượng tuyến đầu chống dịch. Chính những điều đó đã giúp nước ta ngăn chặn hiệu quả trong cả 3 đợt dịch trong 14 tháng qua. Điều này cũng thể hiện sức mạnh đoàn kết, truyền thống yêu nước, tinh thần tương thân, tương ái của con người Việt Nam. Qua đó, góp phần củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân và sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự quản lý của nhà nước và khẳng định tính ưu việt, bản chất tốt đẹp của chế độ ta, của hệ thống chính trị của nước ta, trong đó có vai trò của y tế công. Về nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các địa phương phải chủ động xây dựng phương án chống dịch, sẵn sàng đáp ứng mọi tình huống dịch bệnh xảy ra trên địa bàn. Cùng với đó là phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế, ra soát, chuẩn bị sẵn sàng các kịch bản, kiểm soát việc tụ tập đông người không cần thiết. Thủ tướng cho rằng, đối với các đám tang, đám cưới cũng cần nghiên cứu quy định về số lượng người tham gia và đảm bảo thực hiện 5K. Đi đôi với việc đẩy mạnh tuyên truyền về dịch bệnh nhưng không gây tâm lý hoang mang trong cộng đồng, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương thông tin cụ thể đến người dân về vaccine và tiêm vaccine đảm bảo an toàn. Theo kế hoạch, trong hôm nay 18 tháng 3, những nhân viên y tế trực tiếp làm công tác phòng chống dịch COVID-19 của Bà Rịa Vũng Tàu sẽ được tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt đầu tiên. Công tác chuẩn bị tiêm vaccine COVID-19 đợt đầu tiên này đã được ngành y tế chuẩn bị chu đáo và đầy đủ về cơ sở vật chất, nhân lực, cùng các điều kiện bảo đảm an toàn về phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo quy định của Bộ Y tế. Trong đợt 1 của đợt tiêm vaccine phòng COVID-19, Bộ Y tế đã phân bổ cho Bà Rịa Vũng Tàu 200 liều vaccine AstraZeneca. Từ nguồn vaccine này, Sở đã lựa chọn để dự kiến tiêm cho 120 người thuộc 3 đơn vị của ngành gồm Trung tâm Y tế huyện Long Điền 75 người, Bệnh viện Bà Rịa 30 người và Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC tỉnh 15 người. Đối tượng được chọn để tiêm những mũi vaccine đầu tiên là những nhân viên y tế trực tiếp tham gia làm nhiệm vụ điều trị bệnh nhân COVID-19, các cán bộ giám sát, đón chuyên gia, thuyền viên,
lấy mẫu và thực hiện xét nghiệm virus SARS-CoV-2. Để triển khai công tác tiêm vaccine phòng COVID-19 đúng tiến độ và tuyệt đối an toàn, Sở Y tế đã cử nhân sự tham gia lớp tập huấn công tác tiêm vaccine tại Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 16 tháng 3. Đồng thời giao cho Trung tâm Y tế huyện Long Điền xây dựng kế hoạch chi tiết tổ chức buổi tiêm. Trung tâm Y tế huyện Long Điền bố trí buổi tiêm vaccine phòng COVID-19 tại khoa nhiễm của trung tâm, đồng thời bố trí khu vực xử trí tai biến sau tiêm chủng. Nơi này, trung tâm sẽ bố trí 5 giường hồi sức, thuốc men, trang thiết bị y tế, phương tiện cấp cứu tại chỗ các trường hợp tai biến nếu có. Trung tâm còn sắp xếp một chiếc xe cứu thương túc trực tại địa điểm tiêm cùng với một bác sĩ của Bệnh viện Bà Rịa và hai điều dưỡng của Trung tâm Y tế huyện Long Điền. Chuyển sang những thông tin quan trọng khác. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh vừa tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai nhằm thông qua danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Dự hội nghị có ông Nguyễn Anh Xuân, Phó trưởng ban công tác phía Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Mai Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; ông Bùi Chí Thành, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; ông Lưu Tài Đoàn, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy. Tính đến chiều 14 tháng 3, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã nhận được hồ sơ người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 do Ủy ban bầu cử tỉnh chuyển đến, đảm bảo dân chủ, đúng thành phần, trình tự, thủ tục theo quy định. Theo đó, danh sách sơ bộ gồm 11 người, trong đó có 10 người được các cơ quan tổ chức đơn vị giới thiệu ứng cử, 1 người tự ứng cử, trong đó có 5 nữ, 2 người dân tộc thiểu số. Sau khi thông qua danh sách sơ bộ 11 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15, hội nghị tiến hành lấy ý kiến danh sách những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tính đến chiều 14 tháng 3 là 94 người, trong đó có 1 người tự ứng cử, gồm 21 người tái cử, 38 nữ, 22 người trẻ dưới 40 tuổi là 18 người, 14 người ngoài đảng và 2 dân tộc thiểu số. Các cử tri sẽ bầu ra 52 đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh. Sau hội nghị hiệp thương lần 2, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh. Dự kiến hội nghị này được thực hiện trong khoảng thời gian từ 21 tháng 3 đến hết ngày 10 tháng 4. Kết thúc trước 3 ngày so với quy định luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân. Hội đồng Tư vấn Cải cách Thủ tục Hành chính của Thủ tướng Chính phủ họp công bố báo cáo chỉ số đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính năm 2020, gọi tắt là ABCI 2020, dưới sự chủ trì của ông Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Cải cách Thủ tục Hành chính của Thủ tướng Chính phủ. Báo cáo chỉ số đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính, gọi tắt là ABCI 2019 và ABCI 2020, đều cho thấy những nhóm thủ tục hành chính có điểm cao và có những tiến bộ đáng kể qua các năm là nhờ vào việc áp dụng công nghệ thông tin để hỗ trợ cho việc thực hiện thủ tục hành chính của doanh nghiệp cũng như giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan nhà nước trên môi trường điện tử. Chỉ số này cũng cho thấy một phương thức dẫn đến thành công về cải cách một số nhóm thủ tục hành chính như thuế, giao dịch thương mại qua biên giới, đầu tư, khởi sự doanh nghiệp, môi trường là chuyển phương thức quản lý nhà nước từ tiền kiểm sang hậu kiểm. Báo cáo ABCI thường niên đã được coi là chỉ dấu quan trọng, phản ánh khách quan mức độ cải cách quy định thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, cũng như quá trình thực thi chính sách pháp luật, thông qua việc phân tích bức tranh chân thực và sinh động về chi phí mà doanh nghiệp phải chi trả để thực hiện thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật hiện hành. Cổng thông tin thương mại điện tử iPrice phối hợp cùng Sibella Web Asplayer công bố báo cáo tác động của đại dịch lên ngành thương mại điện tử Việt Nam năm 2020. Theo báo cáo này, thì top 10 sàn thương mại điện tử có lượng truy cập website trung bình cao nhất năm qua tại Đông Nam Á, ghi nhận đến 5 doanh nghiệp nội địa Việt Nam. 5 doanh nghiệp Việt Nam đạt top 10 sàn thương mại điện tử có lượng truy cập website trung bình cao nhất năm tại Đông Nam Á là Thế Giới Di Động, Tiki, Sendo, Bách Hóa Xanh và FPT Shop. Dưới tác động của dịch COVID-19, các doanh nghiệp thương mại điện tử Việt Nam đã nhanh chóng đổi mới để đón đầu xu hướng. Theo bản đồ thương mại điện tử Đông Nam Á, Việt Nam là thị trường lớn thứ hai trong khu vực chỉ sau Indonesia, xét về lượng truy cập. Google dự đoán thương mại điện tử Việt Nam đến năm 2025 có thể đạt mức tăng trưởng cao nhất khu vực với 34%. Thưa quý vị, như các phóng viên thời sự đã phản ánh trong các chương trình thời sự từ tháng 9 năm 2020 về dự án Galaxy Long Hải ở thị trấn Long Hải, huyện Long Điền,
do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đồng Tiến Sài Gòn có trụ sở trên đường Điện Biên Phủ, phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, tự vẽ ra rồi rao bán. Khi phát hiện có dấu hiệu lừa đảo, nhiều khách hàng đã gửi đơn tố giác đến Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và Công an thành phố Hồ Chí Minh. Theo ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự BRT, cuối năm 2018, người dân tại thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hà Nội và nhiều tỉnh ở Đông Nam Bộ như Đồng Nai, Bình Dương đã ký hợp đồng mua đất nền tại dự án Galaxy Long Hải, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu với Công ty Đồng Tiến Sài Gòn do ông Vũ Linh làm tổng giám đốc. Theo hợp đồng, Công ty Đồng Tiến Sài Gòn phải bàn giao cho khách hàng nền đất trong khuôn viên dự án đã hoàn thiện cơ sở hạ tầng vào tháng 7 năm 2019 và giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào tháng 3 năm 2020. Tuy nhiên, dù đã đóng tiền 70-90% giá trị hợp đồng, nhưng quá thời hạn hơn một năm mà khách hàng vẫn chưa được hưởng quyền lợi theo ký kết hợp đồng. Nhiều khách hàng tìm đến khu vực đất nền mà Công ty Đồng Tiến Sài Gòn đã bán thì mới vỡ lẽ. Đây chỉ là bãi đất hoang, chưa có dự án nào tên Galaxy Long Hải. Ủy ban Nhân dân huyện Long Điền cũng xác nhận, trên địa bàn không có dự án nào tên Galaxy Long Hải được cấp phép. Khu đất mà Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đồng Tiến Sài Gòn bán cho khách, thực chất đang do ông Mai Xuân Thắng và bà Bùi Thị Thanh Huyền đứng tên với diện tích 10.500m2 và chưa hề có giấy phép xây dựng dự án, chưa có quy hoạch 1/500. Đồng Tiến hứa là cam kết trong hợp đồng sẽ nói là sẽ bàn giao nền đất, sổ đỏ của nền đất là vào cuối năm 2019. Nhưng mà đến nay thì sau rất nhiều lần chúng tôi là làm việc với Công ty Đồng Tiến cũng như là các đơn vị có liên quan thì chưa có một cái dấu hiệu nào chúng tôi sẽ được nhận bàn giao cái lô đất này. Có thời điểm phía khách hàng cũng đã đối thoại với đại diện Công ty Đồng Tiến Sài Gòn, thế nhưng phía công ty vẫn không có sản phẩm giao cho khách hàng. Sau đó, nhiều khách hàng không liên lạc được với đại diện công ty. Phía công ty thì hầu như không liên lạc với mình nữa, mà mình liên lạc với công ty cũng không được, tại vì họ đã chuyển cái trụ sở của họ đi rồi, mình cũng không biết chuyển đi đâu. Và khi mà gọi điện thoại để liên lạc thì không có người bắt máy, khoảng 2 tháng nay. Nhiều khách hàng đã gửi đơn tố giác đến Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và Công an thành phố Hồ Chí Minh sau khi nhận được đơn tố giác từ nhiều khách hàng của Công ty Đồng Tiến Sài Gòn. Vào cuộc xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản để điều tra. Tuy nhiên, nhiều lần, Cơ quan Cảnh sát điều tra mời đối tượng bị tố cáo là lãnh đạo Công ty Đồng Tiến Sài Gòn đến làm việc, nhưng lãnh đạo công ty này đều vắng mặt. Thưa quý vị, tự vẽ dự án rồi rao bán lừa đảo là chuyện không mới, nhưng vẫn còn nhiều người cả tin để vừa mất tiền, mất sức, mất thời gian. Nhưng quan trọng hơn tình trạng mất an ninh trật tự, gây hệ lụy xấu trong quản lý đất đai, trong đời sống xã hội và cả mất niềm tin về đầu tư tại địa phương. Do dự án bánh vẽ Galaxy Long Hải ở thị trấn Long Hải, huyện Long Điền của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đồng Tiến Sài Gòn đã được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Chuyển sang thông tin khác. Thưa quý vị, di chỉ dòng thành đá trắng được phát hiện trong đợt điều tra khảo cổ học năm 2002. Di chỉ này nằm trên gò đất có diện tích 1 km² tại xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc. Mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt kinh phí hơn 2 tỷ 900 triệu đồng để thực hiện khai quật. Và trong sáng ngày 17 tháng 3, Sở Văn hóa Thể thao tổ chức cuộc họp để thống nhất phương án triển khai khai quật di chỉ. Theo Viện Khoa học Xã hội vùng Nam Bộ, việc phát hiện ra di tích vòng thành đá trắng có ý nghĩa quan trọng bởi đây là lần đầu tiên trên vùng đất Nam Bộ nói chung và Bà Rịa Vũng Tàu nói riêng phát hiện được di tích kiến trúc thành hào. Đặc biệt, trong các hố đào thám sát thăm dò đã tìm thấy trong vòng thành một bộ sưu tập đồ gốm rất đa dạng thuộc loại hình đồ gốm Champa và đồ gốm thời nhà Minh Trung Hoa. Với cái giá trị rất là độc đáo của cái thành đá trắng này, thì tôi nghĩ rằng là nếu chúng ta có điều kiện khai quật, bảo tồn và phát huy một cách đầy đủ các cái diện mạo của di tích này, thì tôi nghĩ rằng là chúng ta có thể kết nối với các điểm du lịch khác để hình thành ra một cái tổng thể, cái bức tranh tổng thể về du lịch của Xuyên Mộc nói riêng và Bà Rịa Vũng Tàu nói chung. Tại cuộc họp thống nhất phương án triển khai quật di chỉ phòng thành đá trắng, Bảo tàng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, đơn vị được giao trách nhiệm quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện khai quật di chỉ cho biết sẽ phối hợp với huyện Xuyên Mộc để đền bù hoa màu cho chủ sở hữu trên khu đất tồn tại di chỉ, xin giấy phép khai quật khảo cổ học từ Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, tổ chức đấu thầu lựa chọn đơn vị thực hiện nhiệm vụ khai quật.
tiến hành rà phá bom mìn. Nhóm thủ tục này sẽ hoàn thành trong tháng 3 năm 2021. Từ tháng 4 đến tháng 9 năm 2021, các đơn vị chức năng sẽ tiến hành khai quật lại hiện trường, sau đó đưa hiện vật về Bảo tàng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nghiên cứu niên đại, lập hồ sơ hiện vật. Dự kiến trong tháng 11 năm 2021, Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu sẽ tổ chức hội thảo khoa học, công bố kết quả nghiên cứu khai quật di chỉ vòng thành đá trắng. Bà Rịa Vũng Tàu hiện có hơn 33.600 hectare rừng và đất lâm nghiệp, chiếm gần 17% diện tích tự nhiên. Theo thông tin cảnh báo nguy cơ cháy rừng của Cục Kiểm Lâm, hiện nay trên địa bàn tỉnh đã có nhiều ngày không mưa, thời tiết khô hanh kéo dài. Nhiều địa phương trong tỉnh có nguy cơ cháy rừng cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm. Toàn tỉnh đã thực hiện 1.800 hectare công trình lâm sinh phục vụ phòng chống cháy rừng, gồm đường băng cản lửa, xây dựng chòi canh lửa kiên cố, trang bị máy móc thiết bị và hàng ngàn công cụ hỗ trợ dập lửa. Trên địa bàn tỉnh cũng đã thành lập 43 tổ tuần tra canh lửa rừng và hơn 5.000 người sẵn sàng quy động để tham gia công tác phòng chống cháy rừng khi xảy ra cháy rừng. Để phòng ngừa và ngăn chặn có hiệu quả tình trạng cháy rừng, Cục Kiểm Lâm tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu yêu cầu các tổ chức cá nhân gia đình trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm việc không dùng lửa trong rừng, gian rừng hoặc dùng lửa để dọn thực bì trong những ngày khô hanh ở những cánh rừng có dự báo cấp cháy rừng cao, cấp 4, cấp 5. Các đơn vị quản lý rừng đảm bảo mọi điều kiện để thực hiện tốt công tác phòng chống cháy rừng theo phương châm 4 tại chỗ, sẵn sàng phối hợp các lực lượng ứng phó trong trường hợp xảy ra cháy rừng, xử lý nghiêm theo đúng pháp luật đối với các đối tượng cố ý gây cháy rừng, hủy hoại rừng. Thưa quý vị, để hoàn thành kế hoạch của Bộ Công an là cấp 50 triệu căn cước công dân gắn chip điện tử cho công dân trong toàn quốc trước ngày 1 tháng 7 năm 2021, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội và Công an các địa phương trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đang ngày đêm nỗ lực để nhanh tiến độ cấp căn cước công dân gắn chip điện tử, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân khi đến làm thủ tục. Để đáp ứng nhu cầu cấp thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử của một bộ phận người dân không thể thu xếp thời gian thực hiện trong giờ hành chính, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội, Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã huy động 16 cán bộ chiến sĩ phục vụ tại bộ phận cấp căn cước công dân tại Trung tâm Dịch vụ Hành chính công của tỉnh ở phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa. Với phương châm vì nhân dân phục vụ, mỗi cán bộ chiến sĩ làm công tác thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân làm việc liên tục mỗi ngày 3 ca, từ 7 giờ 30 đến 22 giờ mỗi ngày, kể từ ngày 15 tháng 3 đến ngày 1 tháng 7 năm 2021. Trong ngày đầu tiên triển khai cấp ngoài giờ hành chính, đơn vị đã tiếp nhận 670 hồ sơ đăng ký cấp căn cước công dân, tăng gần 70% so với những ngày trước đó. Nói chung là bên bộ phận làm căn cước này thì cũng tạo điều kiện cho người dân là ban ngày thì ta đi làm không đủ điều kiện để làm, thì bây giờ bên đây thì giúp đỡ cho người dân này, vậy làm vậy cũng tốt, cũng niềm nở. Mình thấy là buổi tối như vậy rất là thuận lợi, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, không những chỉ có mình mà những người làm việc khác mà không thể đi ban ngày được, đi buổi tối như vậy rất là thuận lợi, rất đơn ý. Để đẩy nhanh tiến độ cấp căn cước công dân gắn chip điện tử cho người dân, các đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, công an các địa phương cũng tổ chức các điểm cấp căn cước công dân lưu động tại các xã phường trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi đi làm giấy tờ tùy thân loại mới. Thì tôi mong rằng nếu được như vậy thì chúng ta có một cái tiến bộ trong cái quá trình mà chuyển đổi căn cước cho người dân, rất là hào hứng phấn khởi. Về cái phần cấp căn cước công dân lưu động á, thì chúng tôi sắp xếp là sẽ xây chuyển đều tất cả các địa phương, là ưu tiên những cái địa phương mà tập trung cái dân đông thì chúng tôi sẽ tập trung cái thời lượng và để cho nó cấp cho đảm bảo cái theo cái tiến độ cái yêu cầu của công an tỉnh đề ra. Bộ Công an giao chỉ tiêu cho tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phải hoàn thành cấp hơn 950.000 thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử cho người dân trên địa bàn tỉnh trước ngày 1 tháng 7 năm 2021. Đến nay, các đơn vị địa phương đã tiếp nhận gần 19.000 hồ sơ đăng ký cấp căn cước công dân. Trong số này, 1/3 hồ sơ đăng ký đã được Bộ Công an hoàn thành cấp thẻ, gửi về địa phương để cấp cho người dân. Để đạt được tiến độ này, thì chúng tôi cũng đã xuống động viên cán bộ chiến sĩ, rồi là công an các cấp cơ sở là vận động người dân là đến các cái điểm căn cước công dân. Thì cái tinh thần là vì nhân dân phục vụ. Thế và cũng là vận động nhân dân là phối hợp với cơ quan công an để cùng tiến hành tổ chức cấp căn cước công dân đạt theo cái tiêu chuẩn mà bộ ra.
Việc cấp căn cước công dân gắn chip đang được lực lượng công an Bà Rịa Vũng Tàu từ tỉnh đến cơ sở đêm ngày thực hiện. Khối lượng công việc rất lớn, áp lực càng cao, nhưng với sự đồng hành, hợp tác tích cực từ người dân, mỗi cán bộ chiến sĩ công an Bà Rịa Vũng Tàu càng nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ đúng tiến độ đề ra. Chương trình Ngày Mới sáng nay tiếp nối với dòng thông tin được đăng tải trên các báo. Trong đó thông tin ông Đinh La Thăng, nguyên Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, phải bồi thường cho nhà nước tổng cộng 830 tỷ đồng, được nhiều báo điện tử đưa tin. Báo Tuổi Trẻ viết, từ khi bị bắt vào tháng 7 năm 2017, ông Đinh La Thăng đã 4 lần hầu tòa. Sau 4 bản án đã tuyên, bị cáo Thăng phải lãnh tổng cộng 30 năm tù giam và bồi thường tổng cộng 830 tỷ đồng. Ghi nhận ý kiến từ các chuyên gia, luật sư, thẩm phán, tất cả đều cho rằng, việc thực hiện thi hành án số tiền 830 tỷ đối với ông Đinh La Thăng là khó khả thi. Trao đổi với phóng viên báo Tuổi Trẻ, một thẩm phán Tòa Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, trong trường hợp toàn bộ tài sản của bị cáo Đinh La Thăng đã bị kê biên nhưng không đủ khả năng bồi thường dân sự, cơ quan thi hành án sẽ treo khoản nợ đó và vẫn bắt buộc bị cáo phải chấp hành án. Do số lượng tiền phải bồi thường quá cao, nếu ông Thăng không tự nguyện hoặc không có khả năng chi trả, bị cáo có thể nhờ bạn bè, người thân đóng góp bồi thường thay. Tuy nhiên, nếu ông Thăng không có tài sản khác để thi hành án, vì tuyên án chỉ là trên giấy tờ. Thiếu giáo viên là thực trạng khiến các cơ sở giáo dục đau đầu khi thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới. Do đó, Bộ Giáo dục Đào tạo đã đề xuất nhiều giải pháp giải quyết tình trạng này, như đối với cấp tiểu học thì cần có phương án bồi dưỡng để giáo viên tiểu học dạy chung các môn, có thể dạy cả những môn như là giáo dục thể chất, phân môn công nghệ trong môn tin học và công nghệ, hoặc một giáo viên dạy ở hai trường trên cùng địa bàn. Liên quan đến nội dung này, báo Thanh Niên có bài Một giáo viên có thể dạy nhiều trường công. Phóng viên báo Thanh Niên đã tìm hiểu thông tin giáo viên có thể dạy nhiều trường công từ đại diện Cục Nhà giáo và Cán bộ Quản lý Giáo dục, Bộ Giáo dục Đào tạo, cho biết. Việc giáo viên dạy hai trường phải đảm bảo nguyên tắc đầu tiên là được sự đồng thuận của chính giáo viên đó. Nguyên tắc thứ hai là các trường này gần nhau về địa lý, đảm bảo định mức giờ dạy của giáo viên, không vượt định mức quá nhiều, dẫn tới quá tải và ảnh hưởng đến chất lượng giờ dạy, cũng như sức khỏe của giáo viên. Nếu giáo viên dạy vượt định mức thì phải có chế độ chi trả đầy đủ, hợp lý, đáp ứng nguyện vọng của giáo viên khi phải dạy hơn một trường. Thông tin nắng sông Rào Trăng quanh bãi bồi để tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân mất tích tại Thủy điện Rào Trăng 3, tỉnh Thừa Thiên Huế vào tháng 10 năm ngoái được nhiều trang báo đăng tải. Báo Sài Gòn Giải Phóng đưa tin. Hiện tại, thời tiết tại khu vực sạt lở khá thuận lợi nên tỉnh Thừa Thiên Huế dự kiến mở lại cuộc tìm kiếm 11 công nhân mất tích tại Thủy điện Rào Trăng 3 vào tuần tới. Theo báo Sài Gòn Giải Phóng, công tác tìm kiếm sẽ diễn ra dọc theo bờ sông Rào Trăng với lực lượng quân đội, công an, y tế và người của công ty cổ phần Thủy điện Rào Trăng 3. Trước khi triển khai máy móc, các lực lượng sẽ tiến hành nắng sông Rào Trăng để khu vực xung quanh bãi bồi cạn nước. Riêng bãi bồi còn lại nằm giữa lòng sông sẽ quan trắc bên dưới vì bãi này khá sâu, máy móc không thể tiếp cận được. Một thông tin vui dành cho các đối tượng bảo trợ xã hội được báo Vietnamnet đăng tải. Đó chính là chính phủ vừa ban hành Nghị định số 20/2021 về việc quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội, đối tượng được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng. Nghị định quy định sẽ nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội hàng tháng từ 270.000 đồng lên 360.000 đồng một người. Đưa tin về nội dung Nghị định số 20/2021 của Chính phủ, báo Vietnamnet lưu ý thông tin. Tùy địa bàn tỉnh, thành trên cơ sở điều kiện kinh tế, xã hội tại địa phương, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh có thể bổ sung thêm đối tượng bảo trợ xã hội hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2021. Thưa quý vị, năm 2021, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phấn đấu có thêm 6 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, hoàn thành mục tiêu 45 trên 45 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đặc biệt, 24 trên 45 xã nông thôn mới sẽ đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Để đạt được mục tiêu này, sau khi đạt chuẩn nông thôn mới, các địa phương đã bắt tay vào xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, sáng, xanh, sạch đẹp. Sau khi hoàn thành xây dựng nông thôn mới vào năm 2016, xã Tam Phước, huyện Long Điền bắt tay ngay vào xây dựng nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2016-2020. Xác định phát triển kinh tế là đòn bẩy để thực hiện các tiêu chí còn lại, nên xã Tam Phước tập trung triển khai các mô hình sản xuất nhằm nâng cao thu nhập cho người dân. Là xã thuần nông, nên Tam Phước chú trọng vận động người dân chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện thực tế.
các đề án hỗ trợ sản xuất cây con giống được triển khai đã tạo động lực để bà con phát triển sản xuất, tăng thu nhập. Các chính sách khuyến khích và hỗ trợ sản xuất nông nghiệp và đầu tư công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ cũng được địa phương triển khai có hiệu quả. Được địa phương hỗ trợ cho vay 60 triệu đồng, ông Nguyễn Văn Cận ở ấp Phước Trinh, xã Tam Phước đã đầu tư mở rộng mô hình trồng hoa trên diện tích 4.000 m2 đất, đem lại nguồn thu nhập ổn định trên 100 triệu đồng mỗi năm. Vừa qua thì ở xã có tổ chức lớp dạy về vấn đề hoa lan cây cảnh đó. Cho nên mình học rồi, mình xong rồi mình mới có kiến thức đó thì mình mới có đất, rồi mình đam mê mình làm. Cho tới giờ này thì lúc trước thì làm cũng cách đây mấy năm nhưng mà phát triển được khoảng 4-5 năm. Đó, từ chỗ đó đam mê rồi mình làm mới nhân cái mô hình nó rộng ra. Thì qua đó mình thấy cái nhu cầu của xã hội thì cái bông của trang thì hiện nay nó hiếm mà mình làm chỉ bonsai nữa. Cho nên thì mình bán ra với lại Tết thì mình đem bán thì mình nói chung là thu nhập cũng ổn định. Thực hiện nghị quyết 05 và 03 của Hội đồng nhân dân tỉnh, trong năm 2019-2020, xã Tam Phước đã hỗ trợ vốn cho 152 hộ với tổng số tiền trên 6 tỷ đồng để phát triển các mô hình kinh tế như nấm bào ngư, nuôi vịt và đầu tư trang thiết bị máy móc phục vụ sản xuất. Do đó, đời sống của người dân xã Tam Phước ngày một khấm khá, thu nhập bình quân đạt 60 triệu đồng một người một năm. Mới đây, xã Tam Phước trở thành xã đầu tiên của huyện Long Điền đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, tiến tới xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Quan trọng nhất là cái gì, cái thu nhập. Thì tuy nhiên cái khó khăn đó thì cũng nhờ cái chính sách của Hội đồng nhân dân tỉnh triển khai cái nghị quyết 03 cũng như nghị quyết 05 thì phải nói là cái chính sách này ban hành và được địa phương triển khai đến các người dân để người dân được thụ hưởng và người dân cùng với lại địa phương ngoài tiếp tục là phát triển sản xuất trong hộ gia đình cũng như mà nhờ vậy mà được cái nâng cao cái thu nhập mà để sau khi họ thoát nghèo và để có sự mà thoát nghèo bền vững. Xã nông thôn mới nâng cao có 15 tiêu chí, 41 chỉ tiêu, thấp hơn 4 tiêu chí so với xây dựng xã nông thôn mới. Song các tiêu chí này lại đòi hỏi ở mức cao hơn so với xây dựng nông thôn mới. Cụ thể thu nhập người dân phải đạt từ 60 triệu đồng một người một năm. Hạ tầng kinh tế xã hội đồng bộ phù hợp với tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn và thích ứng biến đổi khí hậu. Đối với các tiêu chí về tỷ lệ sử dụng điện nước thường xuyên, tỷ lệ hộ có nhà ở theo tiêu chuẩn phải đạt từ 99,5% trở lên. Toàn tỉnh hiện có 9 xã đã được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. 9 xã đăng ký xây dựng nông thôn mới nâng cao năm 2020, đến nay cơ bản đạt 15 trên 15 tiêu chí. Mục tiêu của tỉnh đến cuối năm nay là 24 trong tổng số 45 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Song song đó, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện của các xã đã đăng ký khác, phấn đấu đến năm 2025, 45 trong tổng số 45 xã đều đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Xã Bình Giã, huyện Châu Đức đang trong lộ trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, phấn đấu hoàn thành mục tiêu này trong giai đoạn 2021-2023. Xã Bình Giã đã và đang hướng dẫn người dân chuyển đổi diện tích hồ tiêu già cỗi kém hiệu quả sang các loại cây trồng có giá trị kinh tế như cây nha đam, ca cao, mãng cầu thái, đu đủ, mít. Đồng thời triển khai một số mô hình chăn nuôi như bò 3B, gà ta thả vườn, dê, qua đó nâng dần thu nhập của người dân. Nói đúng ra cây đu đủ thì nó rất là khó làm nhưng mà hiệu quả kinh tế nó mang lại cũng rất là cao và nó ổn định hơn so với những cây trồng khác. Vì cây nó cây ngắn ngày này, thí dụ mình có mất đó nhưng mà mình vẫn khắc phục được, mình làm lại được. Về thực hiện nông thôn mới nâng cao của xã Bình Giã giai đoạn 2021-2023, thì thời điểm này xã đã xây dựng cái kế hoạch để thực hiện tập trung cho công tác bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm và đặc biệt đó là chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi để cho nâng cao cái thu nhập cho bà con nhân dân trên địa bàn của xã. Huy động gần 4.490 tỷ đồng để triển khai xây dựng nông thôn mới trong năm 2021. Tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu tập trung củng cố nâng cấp cơ sở hạ tầng, tiện ích xã hội, lồng ghép các chương trình dự án để xây dựng kết cấu hạ tầng thiết yếu, gắn với việc chỉnh trang khu dân cư, ưu tiên các xã khó khăn, xã có tiêu chí thấp. Song song đó đẩy mạnh hỗ trợ người dân phát triển kinh tế. Thì đối với cái nhiệm vụ mà trọng tâm, xuyên suốt của cả một cái chương trình, đó là cái nâng cao cái đời sống vật chất và cái tinh thần của người dân, thì ngoài cái nguồn lực của ngân sách nhà nước thì là sẽ huy động những nguồn lực từ cái doanh nghiệp, rồi vốn cho người dân, rồi các ở ngân hàng, rồi các cái tổ chức khác
Còn những giải pháp để phục vụ cho phát triển sản xuất thì đối với ngành nông nghiệp tiếp tục tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh những cái cơ chế về hỗ trợ về mặt bằng sản xuất rồi máy móc trang thiết bị và một loạt những cái giải pháp khác để tập trung vào cái phát triển sản xuất để nâng cao thu nhập. Giữ vững và nâng cao các tiêu chí nông thôn mới, tiến tới nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu. Tỉnh cũng từng bước tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh chương trình mỗi xã một sản phẩm. Đối với các tiêu chí môi trường, cảnh quan nông thôn, các địa phương tập trung triển khai hiệu quả mô hình thí điểm bảo vệ môi trường. Anh Khắc Trí nè, đã bao giờ anh Khắc Trí nghe cái thuật ngữ là cloud kitchen hay còn gọi là bếp đám mây hoặc là bếp trên mây hay chưa? Nghe thì rất là lạ tai nhưng mà tôi vẫn có thể hình dung ra được là một nhà hàng có liên quan hay là có sự kết nối với khách hàng nhờ công nghệ, không biết có đúng không Mỹ Quyên? Vâng, đúng là như vậy. Đó là những nhà hàng cung cấp và phục vụ bữa ăn cho khách hàng thông qua các dịch vụ giao đồ ăn. Dòng mô hình đó đã nở rộ trong thời kỳ giãn cách COVID-19 ở Việt Nam. Có thể coi đó là một xu hướng ẩm thực mới. Và để hiểu rõ hơn, bây giờ mời quý vị cùng tìm hiểu trong chia sẻ ngày mới. Là một nhân viên văn phòng tại Hà Nội, trong thời kỳ dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, hàng quán đóng cửa như trong thời gian vừa qua, anh Ninh Quang Hải đã phải tìm đến các dịch vụ giao đồ ăn trực tuyến qua các ứng dụng. Dần dần, việc gọi đồ online đã trở thành thói quen đối với anh và không ít đồng nghiệp. Cái đợt cách ly các cái hàng quán nó cũng đóng cửa, thế là mình cũng dùng nhiều hơn, bây giờ quen rồi, tiện đặt buổi trưa là mấy anh em, thậm chí các bạn bè đặt chung về ăn ở văn phòng, nó vừa đỡ phải đi xa mà bây giờ cũng tình thế tiện, ship các thứ nó cũng nhanh, bây giờ ship nhanh lắm thì còn khoảng 15-20 phút là tới rồi. Trong thời kỳ dịch bệnh, nhiều quán ăn đã tăng cường mở rộng hoạt động bán hàng qua các bên thứ ba là các dịch vụ giao đồ ăn. Và kể cả khi dịch bệnh đã được kiểm soát, thì mô hình bếp trên mây vẫn là sự lựa chọn của những nhà hàng không có vị trí đẹp, không có không gian rộng rãi. Thậm chí nhiều quán ăn cũng đã kết hợp lại với nhau ở cùng một địa điểm như thế này để tiết giảm chi phí. Thật ra thì đúng ra là cái vị trí cửa hàng của mình không được thuận lợi, mặt tiền nó hơi quất. Nhưng mà từ khi mà có cái ứng dụng giao hàng qua online ấy, thì cái lượng đơn hàng của mình nó cũng nhiều, nó thuận lợi. Theo các chuyên gia, mô hình bếp trên mây vô tình trở nên thịnh hành trong mùa dịch bệnh. Nhưng đây cũng là xu hướng tiêu dùng và thương mại điện tử mới, nơi mà các nhà hàng chỉ chú trọng vào cung cấp giá trị duy nhất cho người tiêu dùng là các món ăn. Việc phục vụ sẽ hoàn toàn do bên thứ ba đảm nhận là các ứng dụng thương mại điện tử. Đây là một cái xu thế mà nó rất tốt và nó tạo cái điều kiện phát triển cho cái việc mà giao lưu thương mại trong tương lai. Vì rõ ràng chúng ta nhìn thấy cái việc mà nó vừa tiết kiệm thời gian, vừa tiết kiệm công sức. Những cái mô hình về bếp trên mây này nó đã set up toàn bộ cái phần cơ sở vật chất cho những cái người có thể kinh doanh rồi, thì gần như là những người muốn kinh doanh chỉ có làm một việc duy nhất, đấy là làm ra đồ ăn ngon thôi. Theo các chuyên gia ẩm thực, bếp trên mây sẽ là phương cách hoạt động phù hợp cho các cửa hàng có quy mô nhỏ, giúp họ cạnh tranh và có được chỗ đứng trong bối cảnh các chuỗi cửa hàng thực phẩm lớn vẫn đang chiếm thị phần chủ yếu trong ngành kinh doanh ẩm thực không chỉ tại Việt Nam mà tại nhiều nước trên thế giới hiện nay. Tiếp theo chương trình ngày mới là phần cập nhật thông tin về giá cả thị trường. Hôm nay phóng viên thời sự sẽ cập nhật đến quý vị thông tin giá cả một số mặt hàng nông sản. Mời quý vị theo dõi. Khoảng vài tuần trở lại đây, giá hồ tiêu tại Bà Rịa Vũng Tàu bất ngờ tăng giá liên tục. Đến hiện tại, giá tiêu được các thương lái thu mua tại vườn từ 75.000 đến 78.000 đồng một ký, tăng khoảng gần 22.000 đồng một ký so với đầu mùa thu hoạch cách đây hơn một tháng và tăng 35.000 đồng một ký so với cùng kỳ năm ngoái. Bà Rịa Vũng Tàu cũng là địa phương có mức giá tiêu cao nhất cả nước. Nguyên nhân giá hồ tiêu tăng cao là do 3 năm trở lại đây, giá tiêu thấp, nông dân thua lỗ nên đua nhau chặt bỏ. Cùng với đó là ảnh hưởng của thời tiết làm cho cây tiêu mất mùa, giảm sản lượng, khiến nguồn cung giảm mạnh. Với tình hình hiện nay, dự báo trong thời gian tới giá tiêu có thể tiếp tục tăng cao. Từ đầu tháng 3 đến nay, giá cua biển ở tỉnh Trà Vinh không ngừng tăng cao với mức bình quân 60.000 đồng một ký. Cụ thể, giá cua gạch được các đại lý thu mua 350.000 đến 360.000 đồng một ký. Cua thịt loại 1 từ 2 đến 3 con một ký có giá 320.000 đồng. Cua cái so loại 4 đến 5 con một ký có giá 230.000 đến 250.000 đồng một ký.
Giá bưởi da xanh hiện đang giảm khá mạnh, khoảng 10.000 đến 15.000 đồng một ký so với trước Tết. Tại vườn, người dân đang bán với giá chao động từ 8.000 đến 10.000 đồng một ký, hàng không chọn. Còn trước Tết Nguyên Đán, giá bưởi rơi vào khoảng 18.000 đến trên 20.000 đồng một ký. Tuy giá rẻ hơn nhiều nhưng thương lái vẫn đến mua, người trồng bưởi vẫn tiêu thụ được nhưng hầu như không có lãi. Theo khảo sát, giá lúa gạo tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đang có xu hướng tăng trở lại sau một tuần giảm sâu. Cụ thể tại An Giang, giá lúa gạo đã tăng 100.000 đồng một ký, giá lúa tươi dao động trong khoảng 6.300 đến 6.400 đồng một ký. Theo các chuyên gia nông nghiệp, tín hiệu lạc quan trên thị trường lúa gạo sau khi có những đơn hàng xuất khẩu gạo mới đã giúp giá lúa gạo có phần khởi sắc. Dự báo thời tiết tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ngày 18 tháng 3, khu vực tỉnh vẫn duy trì cường độ nắng mạnh, nhất là khu vực phía bắc của tỉnh như thị xã Phú Mỹ, huyện Châu Đức và phía bắc huyện Xuyên Mộc. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ, không khí oi bức cả ngày. Thời điểm trưa chiều cường độ nắng mạnh, mọi người nên hạn chế di chuyển ngoài đường để đảm bảo sức khỏe. Khu vực tỉnh đã không xuất hiện mưa trong thời gian dài, tình trạng thời tiết hanh khô vẫn chưa được cải thiện, nguy cơ cháy rừng vẫn đang ở cấp cực kỳ nguy hiểm. Tại các khu dân cư, người dân cũng nên chú ý trong việc sử dụng điện, không nên đốt cành cây khô dễ gây cháy nổ. Vào chiều tối và đêm thời tiết mát mẻ và dễ chịu, mức nhiệt cũng chênh lệch nhiều so với 3 ngày, thấp nhất từ 24 đến 26 độ. Khu vực thành phố Vũng Tàu trời ít mây, ngày nắng, đêm nay trời không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, cao nhất từ 30 đến 32 độ, độ ẩm tương đối 77 đến 82%. Khu vực huyện Côn Đảo trời ít mây, ngày nắng, đêm nay trời không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4. Nhiệt độ thấp nhất 24 đến 26 độ, cao nhất 29 đến 31 độ, độ ẩm tương đối 78 đến 83%. Vùng biển Vũng Tàu Côn Đảo thời tiết tốt, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, tầm nhìn xa trên 10 km, trên biển gió đông bắc cấp 3, cấp 4, biển bình thường. Cường độ gió yếu, biển êm tạo thuận lợi cho bà con ngư dân ra khơi. Tại Vũng Tàu, ngày 18 tháng 3 năm 2021, mực nước cao nhất 365cm xuất hiện lúc 16 giờ, thấp nhất 140cm xuất hiện lúc 23 giờ 30 phút. Chương trình ngày mới của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những bản tin và chương trình thời sự tiếp theo.